À, sao con hỏi phước báo của người chiêm bái ngọc xá lợi rồi cái việc mà quý vị chiêm bái ngọc xá lợi đó cái quan trọng là mình chiêm bái bằng cái tâm thế nào nó sẽ cho cái phước tương ứng với cái tâm thế đó à, ví dụ ở trong uh, chú giải kinh đại bác niết bàn có nhắc đến cái việc À, là khi mình đến viếng bốn cái thánh tích ấy, à, là cái cơ hội sanh thiên khi mà mình bệnh chung rất là cao nhưng mà cái chuyện mình đến viếng là đến viếng bằng cách gì à, ở trong chú giải có một số lời đề nghị ha. ví dụ như quét dọn nè tưới cây nè à, rồi à, cúng giường nè cung kính nè đấy rồi mình suy tưởng đến cái đức lành của thế tôn những cái đại loại như vậy đó nó mới đem lại công đức chứ còn mà mình chỉ đến rồi mình đảnh lễ cái kiểu như quý vị vào chùa đó tức là à, vô chùa xá ba xá rồi giỏi lắm thì nhét thêm vô thùng phước điền xong mình đi về đó. thì cái kiểu đó cái phước nó có nhưng nó rất có hạn nha Đấy khi mà đức phật đức bổn sư ngài hoàng pháp ở bên tích lan trên Ca, ngài đi qua tích lan ngày, à, trị, ngày, ngày, độ ngày độ bên tích lan đó Và khi ngài trở về ngài đi về lại ấn độ đó ngài đi về thì dân chúng ở đó họ khóc than nó không có còn gặp lại thế tôn nữa không có còn chim bái kim thân của đức phật nữa thì lúc bây giờ đức phật mới dạy ngài ananda là lấy cái cây bồ đề đó, tức là bởi vì cái cây bồ đề nơi đức phật thành đạo đó nơi đức bồ tát là thành đạo đó nhờ Ngài ma ca ná dùng thần thông đem cái lan trồng cái cây lên cái hạt giống đó do cái quay lực của đức phật cho nên khi mà cái hạt giống vừa mới để xuống đất là mọc thành cái cây bồ đề rất là to thì đó đức phật mới dạy là chiêm bái sau này mình đảnh lễ cây bồ đề giống như đảnh lễ đức phật đức phật Niết bàn rồi thì cái chúng ta đảnh lễ đức phật chỉ là những cái tượng trưng giống như kim thân đức phật bằng kim măng bằng những cái kim loại bằng gỗ hoặc là hoặc là xa lợi hoặc là tranh ảnh chứ chúng ta không còn được trực tiếp đảnh lễ đức thế tôn nữa do đó cái xa lợi là một cái cơ sở để chúng ta hướng tới đức phật mà người ta phái vậy phái chim bái xá lợi lắm như tưởng nó là một cái cái gì dữ dằn chứ không có gì hết á tại vì biết á trong phước ba trong bài kinh phân biệt nghiệp á đức phật này nói rất là rõ rồi phước nào ra phước nấy à tại vì phước cung kính mình mình lãnh lễ mình là chim bái nè chim cái này chim bái á à? chim bái xá lợi nó xá lợi với cái tâm thành kính á thì mình đang tôn kính một vị Phật thì cái phước nó sau này cho mình sanh trong gia đình có cái cái sự cao thượng về nguồn gốc Con sanh làm vua con vua con chúa giống gia đình quyền quý thôi chứ nó không có được cái gì hết vì Mai Ngọc Sa Lợi chỉ cho mình cái quyền cái phước cái phước sanh lên trong gia đình cao sang quyền quý có cái, cái phẩm vị cao trong xã hội đó con ông này bà nọ thôi cho dù coi sao này có làm bằng xanh cũng dù làm thú cũng làm dù con mèo của tổng thống nữa chứ mình chim mái sẽ lợi nó không có được cái phước khác. Nếu mình chim mái bằng cái tâm thành kính, lãnh lễ xá lợi, giống như tỉnh lễ bận trưởng thượng như thế. Nhưng mà cái này thì tôi thấy ở trong rồi cái gì thêm? À, chú giải uh, chuyện thiên nhân chú giải chuyện thiên nhân à, thì uh, nó có có nó có một số cái uh, câu chuyện uh, là những cái vị uh, trời mà có oai lực lớn là họ nhờ cái phước họ đánh lễ xa lợi là có uh, cho nên uh, là ngoài cái chuyện mà mình được sanh vào cái gia đình quyền quý đó, thì nó còn được sinh thiên uh, tuy nhiên nó lại có một cái nữa như vậy đó là khi mà mình hướng tâm đến một vị chánh đẳng giác uh, tức là mình có gieo duyên đến tam bảo. Tại sao sư nói? À, tại vì trong trưởng lão kệ, trưởng lão tăng kệ thì cũng có vị trưởng lão là năm năm xưa đó à, có cái sự cung kính đối với bảo tháp. Thì nhờ như vậy đó vị này có cái duyên gặp đức thế tôn và chứng đắc đạo quả. Rồi quý vị có còn nhớ trong kinh đại bát niết bàn á à, một vị um, Quên mất tên Vị này có cái phước đặc biệt Đó là Chư Thiên không thể nhìn xuyên qua được thân của vị này Thành ra khi vị này đứng hậu Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn kêu là hãy đứng qua một bên Bởi vì Chư Thiên xung quanh than phiền, họ than khóc Là vị này đứng trắng cái tầm nhìn của họ Họ không nhìn thấy Đức Thế Tôn à, Do đâu? Do thời quá khứ Vị này à, Là một chuyện thôi, tức là ngưỡng mộ Tháp xá lợi quá, cho nên là làm chư thiên hộ trì cái bảo tháp này. Rồi uh, khi mà quét dọn, thường xuyên quét dọn ngôi bảo tháp. Thành ra nhờ cái phước mà bảo vệ và cung kính đối với ngôi bảo tháp á, vị này sanh thiên trong suốt cái giai đoạn còn lại và cho đến cuối cái thời kỳ uh, xuống dưới này gặp Đức Thế Tôn và chứng đắc đạo quả nha, cho nên cái phước thì mình cũng không có coi thường. Uh, tuy nhiên mình cũng không có nên um, Tân bốc nó quá mà nó dẫn đến cái chuyện là Ờ, ba cái hạt mà vàng vàng đỏ đỏ đó cứ như vậy mà quỳ xì xì sụp mà mình lại ờ, nhớ nha có trí nó khác vô trí nha cái phước có hợp trí đó nó cho cái quả hợp trí mà cái phước ly trí nó cho cái quả ly trí nha bữa nhắc uh, tôi rầu cũng chết luôn có một vị trưởng lão mình mới mới uh, qua mới mệnh chung Uh, thiên hạ thì đưa đi thiêu thiêu xong rồi lấy mấy cái cốt về tôi không biết là có ai mà chơi trái ngang mà quăng mấy cái hộp kỳ lạ vô hay không mà người thiên hạ đưa lên rồi kêu xá lợi. Trời ơi thiên hạ nó họ quỳ họ lại mà tôi rầu muốn chết luôn á. Tôi không biết là thiên hạ có hiểu xá lợi rốt cuộc nó là cái gì hay không. Yeah.